Thầy Chính chào tất cả các bạn và các em yêu quý. Hôm nay thầy Chính lại đồng hành cùng với các bạn và các em trong chương trình học toán lớp 11. Hôm nay thầy trò chúng ta sẽ học tiếp phần đạo hàm các em nhé. Và hôm nay thầy Chính sẽ giúp cho các em học phần quy tắc tính đạo hàm và đạo hàm hàm hợp. Đây là bài giảng có thể nói là quan trọng, gần như vào bậc nhất trong chương học đạo hàm. Các em yêu quý, trong tiết học livestream lần trước thì thầy trò chúng ta đã học bài mở đầu về đạo hàm rồi. Trong đó, thầy đã giúp cho các em hiểu được định nghĩa khái niệm đạo hàm, cũng như là chúng ta cũng đã biết qua qua một vài cái quy tắc tính đạo hàm của tổng hiệu tích thương rồi. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng thầy tổng kết lại những công thức quan trọng của phần đạo hàm và cũng như là cùng thầy làm một số bài tập. Thế thầy mong là hôm nay chúng ta sẽ cùng hết sức nghiêm túc tập trung để ý vào nhé. Hôm nay thì mọi thứ nó sẽ rất là tốt và rất là mới mẻ với nhiều bạn. Nhất là những cái bạn nào mà mình mà chưa học đạo hàm thì hôm nay sẽ là cái buổi học quan trọng để cho mình tiếp thu kiến thức đấy. Được chưa? Rồi, chúng ta có thể chia sẻ cho tất cả các bạn khác cùng vào học với thầy các em nhé. Rồi, thầy sẽ chào một số bạn vào đầu tiên. Được chưa? Nào, để xem nào. Bài giảng của thầy đang được phát trực tiếp trên fanpage của tuyển sinh 247, đang phát trên Facebook công chính thầy Chính Đức Phúc, đồng thời cũng đang phát sóng trực tiếp trên YouTube của tuyển sinh 247 các em nhé. Các em có thể theo dõi trên bất cứ kênh nào cũng được. Được chưa nhỉ? Rồi, thầy chào tất cả các bạn và các em mới vào. Hôm nay chúng ta sẽ, đây là một bài quan trọng nên hôm nay thầy trò chúng ta sẽ cùng học luôn các em nhé. Các em có thể tắt bạn bè vào và học luôn. Nếu như mà sau bài giảng còn rảnh thời gian gì đó thì thầy sẽ dành cho chúng ta thêm nhiều các tiết mục giải trí. Ok không? Rồi. Rồi, thầy chào tất cả các bạn và các em mới vào. Hôm nay có thấy có cái gì đó nó mới mẻ không? Đúng không? Hôm nay có thấy có cái gì đó nó khác khác không? Đúng không? Nào, đố nhận ra được. Rồi, chúng ta thấy 1.001 các bạn đã vào học rồi nha. Rồi, hôm nay thực ra là đáng nhẽ là thầy đang định không đi các em ạ. Vừa ra ngoài đường xong gió bão thổi bay người, thầy có cảm giác là suýt nữa là đi ra đường nó suýt nữa nó gió nó thổi bay người luôn. Có chả hiểu sao tối tự nhiên Hà Nội đêm phải gió hay sao, tự nhiên tối ra đường thế nào ấy, mình lại thấy tự nhiên nó lại lạnh lạnh. Mà lạnh lạnh thì tự nhiên là mình lại phải muốn có một cái gì đó nó khoác vào người, thì hôm nay là mình phải mặc cái áo này đó. Thấy chưa? Hôm nay nó lại hơi lạnh lạnh đó. Hơi lạnh lạnh đấy các em ạ. Thế này chúng ta cố gắng giữ gìn sức khỏe, đúng không? Đó. Nhưng mà mình, thầy phải giữ gìn sức khỏe trước các em cơ. Nếu không thì ngỏm hết, được chưa? Nguy hiểm lắm. Rồi, các em thân mến. Rồi, chúng ta sẽ đi vào nội dung của bài ngày hôm nay. Ghi luôn nhá, ghi cho thầy luôn này. Cố gắng này, tập trung nghiêm túc vào thì học nó nhanh này, thì thầy đỡ phải giải thích nhiều. Được chưa? Còn nếu mà hiểu chậm thì nhớ dừng lại để thầy hướng dẫn nhá. Ok không? Nào, chúng ta đi vào một la mã đầu tiên. Bảng tóm tắt công thức đạo hàm. Khá quan trọng đấy, nhớ chưa? Rồi. Để thầy qua xem sẽ đây 1.400 các bạn đang vào học rồi, ok. Rồi. 1.400 rồi. Các em thân mến, thầy đang xem ở trên fanpage của tuyển sinh 247, thế nên là ở trên Facebook của thầy cũng khá nhiều bạn đang theo dõi. Thì nếu mà thầy mà chưa kịp trả lời thì các em thông cảm nhé, tại vì mình không giống Na Cha được, không phải ba đầu sáu tay xem hết được tất cả các kênh. Được chưa? Thế chỗ này thỉnh thoảng thầy không để ý trả lời được thì các em có thể vào hết cùng một kênh nào đó giúp thầy nhé. Được chưa? Vào hết cùng một kênh nào đó nhé. Được chưa? Nào, ta bắt đầu ta ghi công thức cho thầy. Trên Facebook của thầy cũng 1.000 bạn đang xem. Rồi, ok. Các em thân mến, một nhỏ, đạo hàm của một số hàm thường gặp. Thầy tổng kết cho các em một số cái công thức các em có thể nhớ như sau. Thứ nhất, chúng ta chia ra hai cột, đúng không? Hàm cơ bản và hàm hợp. Bên hàm cơ bản chúng ta có những hàm gì? Các em có thể bắt đầu ghi vào vở như sau. Thứ nhất, đạo hàm của hằng số C luôn bằng 0. Thí dụ như đạo hàm của 1, đạo hàm của 5, đạo hàm của -7, đạo hàm của 1 tỷ hay là 10 tỷ thì tăng nữa thì cũng bằng 0.
Nhớ nhá. Đạo hàm của biến x đây thì bằng 1. Cái này ta đã chứng minh rồi trong các tiết học trước. Ghi nhớ một lần nữa trước khi làm bài tập cho thầy. Công thức thứ nhất, hàm lũy thừa x xì mũ n. Trong chương trình học lớp 11 thường n là mũ tự nhiên. Đạo hàm bằng n hạ xuống, đạo hàm là cái dùng cái dấu phẩy này biết rồi đúng không? Giống như là một cái búa gõ vào đầu một cái, đây gọi đạo hàm. N hạ xuống nhân x mũ n trừ 1. Giống như một cái búa đập vào đầu một cái thì mũ rơi xuống đất, đầu lõm đi một bậc. Nhớ, đạo hàm chỉ có tụt bậc thôi, không tăng bậc trong trường hợp này. Thầy không ghi gì thêm, em tự hiểu cho thầy trong trường hợp này là n tự nhiên. Thực ra ấy, thì trong trường hợp nếu n là những cái số kể cả nó hơi xấu một tí, thí dụ như là 1/2, 3/4 hoặc là số vô tỉ gì đó, thì thực ra thì nó cũng vẫn, công thức này vẫn đúng. Nhưng mà lên lớp 12 các em sẽ tìm hiểu kỹ hơn về các số mũ thực. Còn ở đây các em chỉ tìm hiểu các số mũ tự nhiên thôi, thường xét số mũ nguyên dương ấy, để số mũ đẹp ấy, cho nó dễ làm. Nhớ chưa nhỉ? Căn x, căn x đạo hàm là 1 chia 2 căn x. Chúng ta chỉ có công thức của căn bậc 2, không có các căn bậc khác. Nếu đối với tất cả các căn bậc khác thì các em sẽ đổi về hàm lũy thừa. Căn bậc 3 em đổi thành x mũ 1/3. Căn bậc 4 là mũ 1/4. Căn bậc n là mũ 1/n. Cái này là ta đã chớp kiến thức ở trên 12 xuống, ta ghi chú thêm ký vào vở, để về sau ta chỉ cần đưa các căn bậc khác về đây. Còn trong hàm cơ bản chỉ dạy căn bậc 2 thôi. Em nhớ cho thầy nhé. Đây là cái thứ hai. Được chưa? Sao thầy giống thầy công chính quá vậy? Tôi chứ còn ai nữa, chẳng nhẽ là còn có cả bản sao thứ hai ư? Trời ơi, trên đời này không, mỗi một người chỉ có một bản duy nhất thôi. Tôi là bản chính rồi, còn ai là bản sao nữa? Được chưa? Rồi. Thầy ơi, em đứng đây từ chiều. Rồi, ok. Công thức số 3. 1 trên x đạo hàm trừ 1 trên x bình. Các em đừng quên dấu trừ. Rồi, ở đây chúng ta đã có đầy đủ các hàm sơ cấp cơ bản. Tất cả các hàm khác khi người ta đổi cái x này thành một cái hàm số của biến x, thí dụ như là ux, thì chúng ta sẽ thu được hàm hợp. Các em lưu ý chỗ này, vì rất nhiều bạn cứ phân biệt và mãi không hiểu thế nào hàm sơ cấp hay hàm hợp. Chỗ này hơi nguy hiểm, để ý vào nhé. Xin nhắc lại, có 3 cái như thế này là sơ cấp này, cơ bản này, x mũ n, căn x, 1 trên x. Còn tất cả đổi x thành u, một cái gì đó to hơn x đều gọi là u, đều là hàm hợp hết. Tôi lấy ví dụ, chúng ta nhìn sang bên tay phải cho thầy. Hàm hợp thì khi tính đạo hàm, nó sẽ đạo hàm hai lớp nhân lại với nhau. Đạo hàm y phẩy theo x sẽ bằng y phẩy theo biến u trước, sau đó nhân tiếp đạo hàm u phẩy theo biến x. Cái này nghe cho kỹ nhé. Thí dụ như sau. Không phải là x mũ n mà là u mũ n. Thì u là một cái gì đó mà nó to phức tạp hơn x, là một hàm của x, ta gọi là u. Thì hoàn toàn tương tự bên này, n hạ xuống trên mũ giảm đi một bậc vẫn chỉ là u mũ n trừ 1. Hoàn toàn tương tự. Có điều dài thêm một tí nữa, đó là nhân thêm u, u phẩy, tức là đạo hàm chính cái người ở dưới mũ. Thầy hay còn gọi u trong trường hợp này đóng vai trò là anh hùng núp. Xin nhắc lại, u đóng vai trò là anh hùng núp. Nó núp ở đâu? Nó núp ở dưới mũ. Thì cứ nhớ cho thầy đạo hàm của anh hùng núp nữa là xong. Như vậy chúng ta nhân thêm u phẩy nữa, thế là ok. Thế chỉ là đạo hàm hai lần, đạo hàm lần một theo biến u, sau đó u đạo hàm theo biến x mà thôi. Cũng giống như là y là ông nội, còn u là bố. U đóng vai trò là biến trung gian, còn x xì là con. Thế bây giờ muốn biểu diễn đạo hàm một phát từ ông nội xuống đến con thì chỉ cần đạo hàm từ ông xuống theo bố, rồi bố đạo hàm tiếp theo con, tức là đạo hàm nhiều đời nhiều kiếp nhân lại với nhau. Thậm chí có nhiều gia đình nó còn đến tận tứ đại đồng đường, nó lại có cả cụ nữa, thì cứ thế mà nhân ba đời vào càng tốt, ba đời bốn đời vào càng tốt. Em cứ thế mà tính thôi. Ở đây người ta mới chỉ tính cho em là một cách tổng quát, rồi kiểu hiểu như là hai lớp, nhưng mà may so có những cái hàm đạo hàm ba bốn lần hợp liền, thì em cứ thế mà đạo hàm từ cấp cao xuống cấp thấp, cứ từ ngoài vào trong, thế là xong. Rất là đơn giản, không có gì khó cả. Cái thứ hai, đổi x sang u, tôi có căn u, u phẩy chia hai căn u, thì cũng chỉ là nhân thêm u phẩy vào thôi, nó có cái gì đâu. Trong trường hợp này u cũng đóng vai trò là anh hùng núp, núp dưới cái căn. Nghe kỹ chưa? Nhân u phẩy này. Ok. Tiếp tục cái số 3. 1 trên u, u đóng vai trò trong trường hợp này là mẫu, cũng là anh hùng núp, núp dưới mẫu,
gọi là anh hùng núp trong trường hợp này. Nếu hiểu theo kiểu của thầy, các em luôn luôn nhìn ra được u rất dễ dàng và tính sẽ rất là dễ. Còn nếu mà thầy cô mà cứ chỉ nói là cứ nhân thêm u phẩy vào nữa thì thầy sợ là các em không biết u nó nằm ở chỗ nào đâu. Em mà hiểu theo kiểu của thầy không bao giờ nhầm. Thầy đã đặt ra rồi, anh hùng núp hiểu như thế không bao giờ sai. Được chưa? Rồi. Như vậy, trong trường này chúng ta sẽ có trừ 1 trên u bình nhân u phẩy, hay ta đọc kép là trừ u phẩy chia u bình. Từ đây các em đóng khung học thuộc cho vào trong quyển sổ. Thực ra chỉ cần thuộc có một bên thôi. Bên này phức tạp hơn thì cứ thế mà đạo hàm tiếp bên trong của anh hùng núp là xong. Như vậy là thầy kết thúc xong phần giới thiệu lại công thức đạo hàm. Đừng bao giờ quên nhé. Ôi giời, quên thì thôi, đỡ phải thi, thế thôi, có gì đâu. Đúng không? Không phải thi thì thôi, đúng không? Chúng ta sang một số hàm lượng giác. Các em thân mến, trong hàm lượng giác cũng có 4 hàm số sin, cos, tan, cotang. Ta cũng chia ra làm 2 bảng, 2 cột ấy. Và chúng ta cùng nhận xét như sau. Thứ nhất, xét hàm sơ cấp, tức là các hàm cơ bản trước. Sin đạo hàm ra cos, sin gì ra cos đấy. Sin x đạo hàm ra cos x. Cos đạo hàm ra trừ sin. Chú ý, bạch cốt tinh bao giờ cũng rất nguy hiểm, thế nên phải có dấu trừ. Đây là cái mẹo nữa thứ hai của thầy. Cứ cái gì dính đến bạch cốt tinh là phải có dấu trừ. Ý muốn nói là trừ khử bạch cốt tinh. Như vậy nhớ nhắc lại lần nữa cho thầy, cứ cái gì liên quan về sao có cốt là sẽ có cái dấu trừ, đừng quên. Bạch cốt tinh rất nguy hiểm, phải nhớ chỗ này. Đó, đấy là cái chú ý thứ hai. Tang đạo hàm ra 1 trên cốt bình, và cô tang đạo hàm ra trừ 1 trên sin bình. Cô tang phát biểu thực ra thì nó cũng gần giống cốt ở cái chỗ là nó đều là COS với COT, đọc gần giống cốt, đều có dấu trừ cả. Nó có cái mẹo cả rồi, các bạn không phát hiện ra thôi. Thậm chí các anh chị đi đằng trước em mấy chục năm có gì đi chăng nữa thì cũng không thể nào biết những cái sáng tạo này được đâu. Khó lắm, không biết được, được chưa? Phải có cái liên tưởng gì đó nó sẽ cực kỳ dễ nhớ. Xin nhắc lại, tang đạo hàm 1 trên cos bình, cô tang đạo hàm trừ 1 trên sin bình. Hoàn toàn tương tự như vậy sang bên hàm hợp. Ta đổi x thành u, ta có như sau. Sin u đạo hàm thì ra cos u nhân thêm u phẩy. Cos u đạo hàm ra trừ sin u nhân u phẩy. Tang u đạo hàm ra 1 trên cốt bình u nhân u phẩy. Viết vào luôn thì chúng ta được trừ, à nhầm, không có trừ, quên. Chúng ta có u phẩy chia cốt bình u. Và cuối cùng ta có trừ u phẩy chia sin bình u, chính là đạo hàm của cô tang. Ở đây thầy nói với các em thêm một tí, đó là khi các em đạo hàm thêm u phẩy, các em nhân về đằng trước. Vì nếu mà các em nhân ở đằng sau ấy thì dễ bị nhầm lẫn thành phần này với thành phần trong sin cốt. Đây là hai thành phần không liên quan đến nhau. Thế mà chúng ta nhân vào trong cái sin cốt thì chúng ta sẽ dễ gây nhầm lẫn cho người chấm. Thế thầy cũng dặn dò các em là tại sao chúng ta phải viết luôn trên tử hoặc là viết luôn về đằng đầu. Nếu có dấu, có số gì đó, ta đẩy hết về đầu. Và nhớ là đạo hàm, nếu trong trường hợp em biến đổi rút gọn được cái gì thì em rút. Còn nếu không, em không nhất thiết phải phân tích các thứ ra đâu, mà chỉ cần để nguyên kết quả như thế thôi. Nhớ nhá, chứ không nhất thiết lúc nào cũng phải phân tích được hết kết quả đạo hàm ra đâu. Vì nó nhiều khi nó rất là lằng nhằng phức tạp. Nhớ cho thầy nhé. Đó. Cái này nhớ chưa nhỉ? Rồi. Như vậy là xong bảng đạo hàm lượng giác. Các em ghi vào vở đi. Thực ra cũng chỉ có cái bên này thôi. Cái bên này nó cũng hoàn toàn tương tự. Cuối cùng là các phép toán đạo hàm. Các em thân mến, đạo hàm nó cũng có tổng hiệu tích thương. Đúng không nhỉ? Thì thầy xin khẳng định lại một lần nữa như thế này để cố gắng nhớ lại cho thầy. Thứ nhất, đạo hàm của tổng hiệu thì bằng tổng hiệu các đạo hàm. Chúng ta đập vào đầu mỗi anh một phát, anh này u phẩy một phát cộng trừ anh này v phẩy. Hôm trước thầy dạy cái này rồi, thầy nhắc lại. Nhưng phải chú ý, đạo hàm của một tích thì không còn là tích các đạo hàm nữa. Nguyên tắc làm thực ra rất đơn giản. Nếu chỗ này có hai thừa số, các em viết hai cặp uv, mỗi một lần em đạo hàm cho mỗi anh một cái. Thực ra em đạo hàm ai trước thì cũng như nhau trong trường hợp có phép cộng. Nhưng đối với phép trừ, em phải nhớ nguyên tắc cho thầy, ai đi trước mình sẽ cố gắng nên đạo hàm trước, ai đi sau mình đạo hàm sau. Như vậy, nhất là trong trường hợp mà đạo hàm một thương ấy, người ta đừng quên. Được nhá. Trong trường hợp mà nếu u đóng vai trò là một hàng số k thì ta sẽ có tức là một trong hai anh là hàng số KU, đọc là k lần u đạo hàm, không đọc cu nhá. Được chưa? Ok, ta biết rồi. Xin nhắc lại nhá. K
k lần u với k là một hằng số thực đúng không? K lần u đạo hàm thì hằng số này giữ nguyên và chúng ta chỉ cần đạo hàm u thôi. K lần u not q nhé, được chưa? Not q, ok ok, được chưa? Rồi mai đọc cẩn thận xong sang đây thành củ luôn thì thôi. Giáo viên bật ngửa người chả hiểu gì. Xong. Rồi ok ok. Được không? Rồi, và cuối cùng là u chia v. À, cái công thức này hôm trước thầy sáng tạo đi một tí thôi mà nó gây sốt bao nhiêu trang gây sốt cái chỗ này. Hôm nay thầy viết lại một lần nữa công thức chính thống trong sách giáo khoa, thầy không sáng tạo lại nữa. Không là thầy sợ trong lúc bối rối nhỡ thầy nói nhỡ nhầm câu gì chết, nguy hiểm lắm. Thực ra là một vài trong quá trình dạy các em ấy thì thầy cũng hay có những cái liên tưởng tưởng tượng một cách thú vị. Nhưng thầy không bao giờ đi quá giới hạn cả. Các em nhớ, rất nhiều bạn đều nhận xét là các cái liên tưởng của thầy nó thú vị, chứ không phải là các em chỉ có đầu óc các em nó không trong sáng thì các em mới nghĩ sang cái nó không trong sáng thôi. Chứ các em cứ đổ cho thầy, được chưa? Các em suốt ngày các em toàn đổ cho thầy thôi, được chưa? Hôm trước thầy có viết nhầm cái dấu phẩy này ở đằng trước một tí, nhưng mà thực ra nó cũng lưỡng tưởng tượng thì thực ra nó cũng gần giống nhau thôi. Chúng ta có hai cặp UV, người nào đi trước em đạo hàm trước, người nào đi sau em đạo hàm sau. Em hiểu ý chỗ này chưa? Chia cho V bình. Thì trên mạng thực ra có rất nhiều các cách học về, có rất nhiều bạn thì bảo thầy ơi, em bây giờ em viết thế này có được không? Thực ra thì nó cũng như nhau. Đây này, một bạn thì bảo là gì nhỉ? Đây, vếu xuôi trừ vếu ngược chưa gì, chia cho mẫu bình, thực ra thì nó cũng đều ok. Đây, một số các thầy cô thì đều dạy cho các em có một cái mẹo như thế này. Đây chính là một số bạn thầy thấy phát biểu được câu này cũng khá đúng. Vếu xuôi trừ vếu ngược chia cho mẫu bình. À ok, đều được. Hôm trước thầy viết nhầm cái dấu phẩy này ở đằng sau. Xin lỗi các em một tí. Trong cái video gây sốt của thầy ấy, trong mấy tuần trước ấy, xem đi. Nhưng mà thầy cũng phải công nhận một điều là phải để đúng dấu phẩy là ở đây. Chắc là trong lúc bối rối thầy sơ suất để xin phép được lượng thứ. Nhưng mà thầy nói thật với em có để đằng trước hay đằng sau thì nếu mà em liên tưởng không phải là toán ấy mà nó là tiếng Việt ấy. Ồ thì nó cũng vẫn là cái ấy thôi chứ nó cũng chả khác gì nhau cả. Được chưa? Thì nó cũng vẫn thế thôi, có ảnh hưởng gì đâu. Thì nó cũng vẫn là cái ý thôi. Chứ nó cũng chả khác gì nhau. Rồi, thì thầy xóa chỗ này nhé. Và thầy cũng có khẳng định với các em luôn là thôi xóa luôn, không cho nó đẻ trứng. Đây chỉ là một vài liên tưởng tưởng tượng thú vị. Ai cấm mình tưởng tượng đâu nhỉ? Mà thầy cũng có nói cái gì ra đâu. Thầy chỉ bảo là em có nhận ra gì không và tha tội cho những người nào mà nhỡ có suy nghĩ đen tối thôi. Còn đâu thầy không hề nói gì đâu nhá. Tôi không biết gì đâu nhá. Tôi chỉ nói thế thôi nhá. Tôi nói thật, tôi không biết gì đâu. Ừ đúng rồi, đừng có bảo thầy gì cả. Được chưa? Hôm nay thầy đính chính lại như thế nhá. Tôi không biết gì đâu nhá. Đừng có đổ cho thầy, được chưa? Đừng có đổ cho thầy, được chưa? Đừng có đổ cho thầy chỗ này nhá. Rồi. Một lần nữa khẳng định lại, chỗ này các em đọc theo kiểu bằng lời như sau. Tử đạo hàm nhân mẫu, trừ đi mẫu đạo hàm nhân tử, chia mẫu bình. Ok, okay. Được chưa? Thế là xong thôi. Tử đạo hàm nhân mẫu, ở giữa là dấu trừ, mẫu đạo hàm nhân tử, chia mẫu bình. Nhớ chưa? Cái này cộng, cái này trừ, đừng bao giờ quên. Ok, như vậy là các phép toán đạo hàm chúng ta đã thành công. Một lần nữa thầy khẳng định lại công thức cho các em được rõ ràng. Và đây là lần cuối cùng thầy nhắc công thức. Các em cố gắng ghi nhớ nhé. Được không nhỉ? Rồi. Rồi, hết sức tập trung nghiêm túc vào học nhé. Đây chỉ là một vài phát hiện liên tưởng tưởng tượng cho môn toán bớt khô khan, cuộc sống này thêm thú vị. Đừng bao giờ nghĩ xấu cho người khác. Mình chưa tốt đẹp thì đừng nghĩ xấu vội cho người khác. Mình nghĩ được thế, thế tại sao người ta lại không nghĩ được, lại cứ đổ tiếng ác cho người ta, đúng không nhỉ? Ôi tội thật là tội nghiệp cho mình. Tội nghiệp quá cho mình. Được chưa? Tội nghiệp cho mình. Ok không? Chúng ta cùng áp dụng hai la mã bài tập, các em thân mến. Được chưa? Được chưa? Có nhiều thứ mà thầy phát hiện ra mà thầy không ngờ rằng là rất nhiều các anh chị đi đằng trước học mấy chục năm rồi cũng chưa chắc đã biết nhiều các cái thứ mà nó... Các em nên nhớ cuộc sống này muôn màu, muôn vẻ, đa dạng. Không chỉ môn toán, môn văn, môn sử, môn địa, môn gì chăng nữa đều có những cái điều thú vị, mới mẻ. Không ai cấm chúng ta nghĩ về những điều khác cả. Chúng ta làm như thế nào miễn sao ta thấy dễ nhớ, dễ hiểu, học bài tốt đều là ok. Mọi thứ đều chỉ là phương tiện. Không nên quy chụp
những cái vấn đề về phương tiện quy kết về tính cách cũng như là con người của người khác. Các em nhớ điều này, đây là một bài học nữa thật là sâu sắc dành cho các em đấy, nhớ chưa? Chúng ta nhìn về con người, chúng ta không đánh giá thông qua chỉ qua một hình ảnh hay một việc làm gì cả. Có thể nhớ cho thầy chỗ này, mọi thứ chỉ là just for laugh mà thôi, để cho mọi thứ cảm thấy vui vẻ thoải mái, hiểu đơn giản nhẹ nhàng sẽ khiến cho cuộc sống vui vẻ thoải mái nở hoa. Càng cố gắng hiểu phức tạp và càng làm cho vấn đề cứ suốt ngày nghĩ đến việc tiêu cực sẽ chỉ làm cho mọi thứ trở nên rối ren và cuộc sống của bạn sẽ chỉ toàn ngập tràn màu tối mà thôi. Nếu mà nghĩ về những điều mà cảm thấy vui vẻ, thoải mái, cuộc sống ngập tràn màu hồng và luôn cười tươi như thầy, ha ha ha, rồi ôi, chết, được chưa? Thầy dặn dò cho thêm vài điều như thế để biết thêm thầy là người như thế nào. Chứ chẳng nhẽ tôi lại không đẻ ra các anh, các chị, được chưa? Đôi khi không có lúc thầy phải giải thích thanh minh được, thì nhân qua đây tôi nói lại chuyên mục cho rõ như thế để cho mọi người đều hiểu biết rõ hơn, được chưa? Được chưa? Ok, ok. Bây giờ các em xem hộ thầy bài 1 và bắt đầu ghi chép vào vở. Ba câu đầu tiên đều là hàm lũy thừa. Ba câu đầu tiên là ba câu dễ nhất. Chúng ta cùng ghi chép vào và chúng ta sẽ giải từng câu một. Ta có câu A trước. Các em ghi đi. Bài của thầy đã sắp xếp một cách có hệ thống, đàng hoàng cẩn thận rồi và phun đầy đủ dạng, cứ thế mà học thôi, sướng lắm, được chưa? Câu A trước nhé, được chưa? Câu A trước nhé. Câu A trước nhé. X bình phương trừ 6x cộng 8. Bây giờ ta đạo hàm từng người luôn vì đây là phép cộng trừ. Các em thân mến, chúng ta áp dụng đúng quy tắc đạo hàm từng người ta được như sau. Rất là đơn giản. Đạo hàm của x bình là 2x, còn đạo hàm của trừ 6x là ra trừ 6. X đạo hàm bằng 1, vứt luôn trong trường hợp này. Còn đạo hàm của hằng số ta bỏ, tiễn vong. Ok, được chưa? Hôm nay mùng mấy giờ nhỉ? Mùng 1 đúng không? Một số, nói đến một số bạn bắt đầu hơi sợ. Hôm nay mùng 1 nhỉ? Cái số 8 này là mình tiễn vong. Ok, tiễn luôn. Được chưa? Tiễn vong. Chúng ta sang câu số 2, B. Câu B, chúng ta cùng comment đáp án luôn đi, xem chúng ta trả lời đúng không? Đúng thì thầy sẽ khen luôn. Đúng thì thầy sẽ khen. Ok, ok, được chưa? Rồi. Được chưa? Rồi. Chúng ta sẽ có câu này tính ra như sau. Các em tập trung nghiêm túc để ý vào phần bài học này nhé. Đây là bài quan trọng, thầy sẽ nhắc lại như thế. Nhớ chưa? Đạo hàm x mũ 3, các em hạ 3 xuống thì các em sẽ thấy 3 là mất. Như vậy là các em sẽ chỉ còn trừ x bình. Khi các em hạ 2 chỗ này xuống thì 2 cũng mất, chờ em luôn. Như vậy chỗ này sẽ giúp cho các em có là 3x và 4x chỗ này các em được 4 luôn. Còn 9 này dĩ nhiên là em sẽ vứt ra ngoài, ngoài kia cho ai nhận thì nhận. Được chưa? Ok không? Được không? Ok nhỉ? Tiếp tục nhé. Chúng ta có câu C luôn này, chúng ta sẽ đi rất là nhanh câu này đấy. Nào, chúng ta sẽ có 4 hạ xuống ở cùng với 2 đúng không? Chúng ta sẽ có 8 nhé. 8, chỗ này x mũ 4 hạ đi một bậc, ok. Đầu đập xuống nó lõm đi một bậc, chúng ta sẽ chỉ còn có x mũ 3. 2 kem hạ xuống đây, kem có 2x và chỗ này kem có 12, ok không? Được chưa nhỉ? Và như vậy là bài đầu tiên là bài 1 là kết thúc thành công. Chúng ta có gì không hiểu không? Được chưa? Chúng ta có gì không hiểu không? Nếu không hiểu thì chúng ta có thể hỏi nhé. Thầy qua Facebook của thầy, đợi đã, để thầy qua kênh của các bạn trên tuyển sinh để xem các bạn có hỏi gì không. Hầu như tất cả các bạn trên Facebook của thầy thì hầu như các bạn đều có vẻ là chắc là học, chắc theo dõi bài nhiều, thế nên là chắc là ổn hết rồi. Thế nên là chắc là không có gì thắc mắc. Đây này, các bạn ở trên hội tuyển sinh 247.com 2003, các bạn đang 2.000 bạn đang xem. Đó, bên này các bạn đang học rất là chăm, rất là tốt. Có gì không hiểu à? Sao không hiểu? Không hiểu chỗ nào hỏi? Được chưa? Câu này là bài đầu tiên, thầy dừng lại một tí để xem có hiểu không? Chốt nhá. Chắc rồi đúng không? Làm thế này là đơn giản ngắn gọn này. Các em không cần phải ghi phẩy từng người đâu. Cái bước ý em có thể làm ra nhé. Được không con? Con hiểu rồi nhé. Bây giờ chúng ta cùng sang bài số 2. Bài số 2 chính là hàm hợp. Các em có nhận ra hàm hợp không đã nào?
vừa rồi bài bên kia toàn là các lũy thừa với hàm cơ bản, nhưng ở đây ba câu chính là hàm hợp của các em. Đây là lũy thừa U mũ 3, U anh hùng núp ở dưới mũ, U mũ 3. Đây là căn U, còn đây là 1 trên U, đúng chuẩn ba công thức hàm hợp chưa? Biết U chỗ nào chưa đã nào? Khi mà các em đã biết U ở chỗ nào rồi thì các em không cần làm giống sách giáo khoa, vì sách giáo khoa bảo là nếu mà bạn chưa hiểu thì bạn đặt từ từ, đặt U ra rồi làm từ từ. Nhưng mà thầy thiết nghĩ rằng nếu các em đã nhận ra U nằm ở đâu rồi thì các em không cần đặt nữa, các em nhẩm trong đầu luôn. Vậy bây giờ chúng ta sẽ chữa từng câu một. Sau khi tính đạo hàm xong, các em thay số vào cho thầy thì gọi là tính đạo hàm tại điểm x0 thôi. Có hiểu để ý không nhỉ? Rồi nhé. Rồi, chúng ta bắt đầu làm câu đầu tiên. Khá nhiều bạn vẫn còn đang phân vân những cái chỗ không biết thế nào là sơ cấp với thế nào là hàm hợp. Thế nên là các em phải để ý vào cho thầy. Thầy không nghĩ rằng là sẽ nhiều bạn giỏi nghe những cái này đâu, vì chưa phân biệt được đâu. Về sau có nhiều câu đạo hàm rất là dài và khó đấy. Được chưa? Thế thì cố gắng để ý vào nhé. Đừng có chê dễ nhé. Chê dễ tí nữa không là tí nữa thầy vả vào mồm đấy. Đúng chưa? Học hành cho nghiêm túc cẩn thận chứ không phải là ngồi chê dễ đâu. Cậu chưa được nghe thầy chửi đúng không? Ừ, thế chưa sợ, chưa tẩn đúng không? Không coi chừng thầy mà mắng cho một trận xong là tí nữa bố mẹ tới không nhận ra đâu, bảo trước, được chưa? Coi chừng đấy, được chưa? Nào. Câu đầu tiên. Nếu giả sử em chưa biết U ở đâu thì em đặt từ từ cho thầy. Em đặt cho thầy cách 1, ta ghi. Theo cách dạy của thầy chính thì thầy đã dặn dò rất kỹ, U là anh hùng núp, núp dưới bóng bậc 3. Như vậy đặt U là cái trong ngoặc. Ok. Từ đó suy ra Y bằng U mũ 3. Y đóng vai trò là ông nội, U đóng vai trò là bố, bố là biến trung trung gian, còn X xì là biến bình thường rồi. X xì chính là con, tức là em. Bây giờ đạo hàm Y phẩy ta được như sau. Đầu tiên Y phẩy theo biến U, kem có 3 U bình, rất cơ bản vì U mũ 3 là hàm sơ cấp cơ bản. 3 U bình. Còn đạo hàm từ bố xuống theo con, kem có 2X cộng 3. Bây giờ muốn liên hệ một phát từ ông nội xuống đến mình luôn, chúng ta sẽ nhân hai đạo hàm này lại. Chúng ta có Y phẩy U nhân U phẩy X, kem có 3 U bình nhân 2X cộng 3. Trả lại tên cho em, trả lại tên cho bố. Đây, U đóng vai trò là bố, trả lại tên cho bố. Được chưa? Xin nhắc lại, trả lại tên cho bố. Đây, thì chúng ta sẽ thay bố một phát vào đây luôn. X bình phương cộng 3X cộng 1, tất cả bình. Xong. Chú ý, bố chỉ đóng vai trò là biến trung gian. Đến cuối cuộc đời thì đằng nào, đây, cũng chỉ còn có mình thôi. Bố không còn nữa đâu. Được chưa? Thế nên, đây này, để ý vào cái này, đấy, đấy, cuối cùng này thì cũng mất mặt hết rồi. Nên cuối cùng em chú ý, U này chỉ đóng vai trò là biến trung gian, đặt ra xong cuối cùng cũng bay mất mà thôi. Nghe cho kỹ chỗ này nhá. Được chưa? Ok không? Đây là làm hết sức từ từ cho các bạn hiểu về mặt nguyên tắc đạo hàm hàm hợp. Đến đây, các bạn thay số 1 vào hộ thầy. Các bạn tự nhẩm tính nhá, đây 3 nhá, đây 5 bình, từ từ là ra 375. Thầy chốt lại bằng máy tính cho các bạn như sau. Các bạn trông lên màn hình, chúng ta sẽ học được 2 trong 1. Được chưa? Tí nữa thầy sẽ bấm cho bạn. Còn bây giờ thầy hướng dẫn bạn làm nhanh luôn. Đối với những các bạn đã hiểu nhanh, học nhanh, kem đạo hàm luôn, dùng đúng công thức N U mũ N trừ 1 nhân U phẩy, kem có 3 hạ xuống anh chàng này bình, rồi nhân anh chàng này phẩy, viết luôn như thế này. Về sau trong bài kiểm tra để trình bày thế này. Và anh chàng này phẩy tiếp thì đến đây ta sẽ có là 2x cộng 3. Các em không cần phải phân tích, chẳng cần nhân ra, để nguyên đấy. Đối với thầy chỉ cần thế. Chứ không phải đi phân tích hết cả trang giấy đâu nhá. Cấm, not. Ai yêu cầu phân tích đâu. Không được thêm điểm đâu, đừng phân tích làm gì. Không cần phân tích nhé. Thay số luôn. Trình bày như thầy thôi là vừa đủ 10 điểm. Không cần 11 điểm. Được chưa? Ai trừ điểm đến mà nhỡ mà người ta mắng em thì đến bảo thầy, thầy đòi lại công lý cho, không phải lo. Các em nhớ chưa? Rồi, thậm chí có nhiều bạn mà giỏi, các em có thể bỏ luôn qua cái bước này, đi một phát vào đây. Trong trường hợp nếu như các em muốn nhẩm nhanh làm trắc nghiệm, các em sẽ cố gắng nhẩm thật là nhanh, bay đến đây luôn.
Và muốn ra được kết quả này để cho đỡ phải tính toán nhiều thì các em có thể trợ giúp bằng máy tính. Với chức năng Shift DDX của các em, cái nút này trong máy tính các em đều biết rồi, nó nằm ở dưới cái phím alpha đúng không? Shift tích phân ấy, đọc thì đọc là Shift tích phân nhưng mà đây chính là DDX đạo hàm đấy. Shift ngoằn tà là văn ấy, Shift có một cái phím ngoằn tà là văn. Nó hiện ra cái phím này thầy dạy từ hôm trước rồi. Các em nhập hộ thầy hàm số vào trong này, nhập cho nó đúng. Và đằng sau các em cho 1 cho thầy. Biết nhập rồi đúng không? Chắc không ai không biết đúng không? Bây giờ mà không biết thì cần phải về soi gương lại mình đi nha. Ấn bằng, kết quả 375. Nếu như người ta không điều tra theo dõi mà muốn làm nhanh thì làm như thế này là chấp nhận được. Đúng không? Ừ, như vậy là rất là tốt. Trong câu đầu tiên thầy đã hướng dẫn các em làm hết sức cẩn thận từ từ. Thầy hy vọng rằng trong câu B trở đi thì các em có thể làm rất là nhanh được rồi. Được chưa? Đã hiểu bài rồi chứ? Từ nay trở đi chắc là không ai là không biết làm rồi chứ? Đúng không? Rồi thầy dạy rồi mà còn không hiểu được nữa thì thôi. Thì thôi tôi cũng thua. Rồi thì cũng thua luôn ấy. Thầy mà còn không học với thầy rồi không học được nữa thì thôi tôi chịu. Được chưa nhỉ? Rồi. Cố gắng lên con. Câu B. Đây là căn U. Áp dụng luôn công thức chúng ta đã học. U phẩy chia 2 căn U. U đóng vai trò là anh hùng núp bên trong căn. Vậy ta ghi từ từ x bình cộng x cộng 1 bị phẩy chia 2 căn. Đạo hàm cái này ta được 2x cộng 1. Đến đây là dừng luôn, không có cái gì rút gọn được nữa. Công nhận không? Thay số. Thay âm 1 vào, các em có một âm 1 phần 2. Chúng ta cùng kiểm tra lại bằng máy tính. Bây giờ lại xòe máy tính ra đây, thầy chỉ cho. Tập trung để ý vào. Đây, cách bấm. Bạn nào mà nếu mà thấy thầy bấm nhanh chỗ này quá thì tí nữa có thể sau khi live stream xong các em cùng luyện tập lại nhé. Ở đây là thời gian điều kiện không cho phép là thầy không cần phải xòe cả cái máy tính ra đây để bấm cho các em nhìn nữa. Các em nhìn vào như thế này là đã rất thông minh rồi. Đây này. Ok không? Ừ, đơn giản không? Được nhỉ. Đấy, như vậy thực ra rất là dễ thôi. Nếu mà các em hiểu công thức rồi, chúng ta sang câu C. Cái này nguy hiểm hơn tí. Cái này nguy hiểm hơn một tí, để ý vào nhé. Đây là 1 trên U. Ta có trừ U phẩy chia U bình. Trừ mẫu phẩy chia mẫu bình. Đạo hàm nhanh chóng ta được 3x bình trừ 4x. Chả có cái gì rút gọn được. Thua, để đấy, chứ còn làm gì nữa. Thay số 0 vào, cực kỳ dễ. Nhẩm ra luôn là bằng 0. Sao? Như vậy, thầy đã hướng dẫn các em mẫu mực một bài đầu tiên đại diện cho các cái hàm hợp. Thầy tin tưởng rằng là tất cả các bạn đều đã hiểu bài tốt. Vì vậy, thầy nhanh chóng sang bài 2. Các em thân mến, trong bài 2, thầy gửi đến cho các em hai câu. Một cái là căn bậc 2 và một cái đại diện cho căn bậc khác. Thầy chỉ cần làm hai câu như thế này thôi là đầy đủ và toàn diện rồi. Với câu đầu tiên, các em dễ dàng áp dụng công thức giống như bài trước. Cho thầy chính hỏi một chút, với căn bậc 3, các em xử lý như thế nào? Được chưa? Rồi, đấy là câu hỏi dành cho các em đấy. Được chưa? Rồi. Ok không? Rồi. Vậy, bây giờ các con sẽ chữa câu A trước với thầy nhé. Sau đó các con thử tự comment xem câu B con làm như thế nào. Xong thầy sẽ cùng xem thử xem có bao nhiêu bạn nghĩ được ra cách làm. Câu A trước. Chúng ta có theo kịp được không nhỉ? Chúng ta vẫn đang rất từ từ và rất cẩn thận. Không có gì nhanh vội và cũng đang không có gì chậm cả. Rất là đều và từ từ đấy. Thế nên mà các em cố gắng để ý vào. Đang rất từ từ đấy, không có gì nhanh đâu nhá. Ok. Nào, đây cũng chỉ là căn U thôi. Cái này có trong bảng công thức. Cứ cái gì có trong bảng thì mình cứ đem ra mình dùng. Còn không có thì mình phải biến đổi để đưa về những cái mà trong bảng nó có. À đấy, nó thế đấy. Chúng ta sử dụng U phẩy chia 2 căn U. U chính là thành phần trong căn. Đạo hàm trên tử ta có 4, 3, 12 x bình. 3 nhân 2 là 6. Tất cả các bậc này tụt đi một phát. Còn 2 này là hằng số tiễn. Xong. Đến đây ta nhận thấy rằng có thể rút gọn được cho 2
thì ta rút đi. Vậy tôi chỉ còn 6x bình cộng 3x. Các em lưu ý, bài nào không rút được thì thôi, còn bài nào rút được thì nên rút cho nó đẹp. Như vậy câu A là xong. Bây giờ thầy chờ sang đến câu B. Bắt đầu suy nghĩ. Cho thầy hỏi, câu này làm như thế nào? Thi và kiểm tra vẫn có thể có, chứ không phải là không. Bây giờ ta tập suy nghĩ. Bảng công thức không hề dạy cho ta căn bậc 3. Được chưa? Nhưng mà rất nhiều bạn vẫn cứ áp dụng. Thầy ơi, hay là mình đổi cái công thức căn bậc 2 thành căn bậc 3 đi. Em nhớ là công thức là cái gì nhỉ? U phẩy chia 2 căn U. Hay là bây giờ em đổi thành 2, em đổi thành 3, rồi căn bậc 2 em đổi thành căn bậc 3 luôn như thế này. Thế này thì có được không? Thì cho thầy hỏi, nếu mà chúng ta sáng tạo như thế này, thì đây là một sự sáng tạo, nhưng mà như thế này thì là chính xác hay là không? Nào, có rất nhiều bạn bảo, thưa thầy, hay là mình làm tương tự nhỉ? Người ta có U phẩy chia 2 căn U, thì hay là em thêm 3 căn bậc 3 của U đi, em nghĩ là nó chắc là tương tự. Liệu có đúng không các em? Câu trả lời là không. Mọi công thức không thể tự sáng tạo như là Tôn Ngộ Không được, mà phải xuất phát từ những điều đã được công nhận. Chứ nhỡ cái này ai đã chứng minh đâu mà biết được đúng. Đúng không? Ừ, ai đã chứng minh đâu mà biết được đúng. Đúng chưa? Như vậy, trong trường hợp này, đôi khi chúng ta lại phải chớp kiến thức của lớp 12 một tí, và chúng ta sẽ thừa nhận cái công thức đó là cái này là sai. Vậy chúng ta thừa nhận công thức này, ta viết thành U mũ 1 phần 3 thì chấp nhận được. Đúng không? Rồi, thì nếu mà áp dụng theo kiểu như thế thì chúng ta sẽ đưa về công thức này. Thì đây là một cách chấp nhận được thôi nhé, nhưng mà là tương đối thôi. Tương đối, thầy cũng xin nhắc là như thế, tương đối, tức là có thể làm được. Vậy các em ghi. Đưa về dạng lũy thừa 1 phần 3. Tôi viết thế này không ai làm gì cả. Nhưng mà trong những trường hợp này, thầy chính đang không xét về điều kiện xác định các em nhé. Vì nếu thực sự nếu xét điều kiện xác định, thì đối với cái mũ hữu tỉ như thế này này, thì biểu thức trong căn nó không còn là R như là ở trên đâu.